Ồ. Bé của em á hả? Ờ. Ồ, đúng rồi. Em nghĩ cưới chồng là thu hoạch rồi đấy chứ, lời được ông chồng rồi. Dạ hả? Nhưng mà người ta nói lời ông chồng không bằng lời đứa con, đúng thiệt. Đúng rồi. Tại vì con mãi mãi là của mình. Ừ. Nhưng mà nói chung là trộm vía là chúc mừng hai vợ chồng. Dạ. Vừa mới lấy xong là đã có baby liền rồi. Anh nói gì người ta biết là tháng 9 em có bầu. Tháng 10 em cưới. Em mà chuyện nó bình thường nghe. Cái đó là do em biết thôi chứ anh sao có biết. Ủa vậy hả? Tháng 9 có bầu, tháng 10 cưới. Đúng rồi, đi tuần trăng mật tháng 9. Đó, tại vì cái đó cái mùa trăng đẹp nhất mà anh. Năm 2022. Tức là tụi em đi tới trăng mật trước khi tụi em làm đám cưới. Thì tụi em đâu có thời gian đi sau đó đâu. Nên là tụi em trăng mật trước. Thì anh là tưởng tháng là trăng 10... mật từ lúc quen nhau rồi chứ. Thì ngày nào chả là ngày trăng mật đấy, mình yêu nhau. Ừ, đúng rồi, ngọt ngào lắm. Nhưng mà tháng 10 em cưới em còn chưa biết em có em bé nữa đó. Dạ hả? Em còn mặc cái đầm bó sát vậy này à. Đến khi nào vì sao em lại biết em có bầu? Em làm một cái tiệc cưới ở Nha Trang. Thì em mới nhận ra là ủa sao mà mình làm tiệc cưới tưng bừng tới bây giờ là cũng tháng mấy rồi, gần tháng rưỡi rồi mà sao mình không có chu kỳ. Cái mình mới nhận là cái này nó kỳ kỳ. Nó không giống với cái sự đều đặn của mình lắm. Thì mình mới đi thử que mình thấy là mình đơ luôn. Rồi lúc đó em thông báo cho ông xã của em thì Khoa có nói gì không? Không có xúc động gì luôn á. Không xúc động gì, ủa sao kỳ vậy? Em tức ghê luôn á. Không, cái này là một kinh nghiệm cho mọi người, những cái người mà muốn bất ngờ cho người khác những cái tin quan trọng nha. Là lựa cái thời điểm sức khỏe và tinh thần ở đó ổn định. Em quá nôn nóng thì em với mẹ chồng em là rất là mừng rỡ. Tinh thần em ổn định anh. Còn chồng em trong giai đoạn đó là cái giai đoạn mà tiệc tùng 7 ngày 7 đêm. Sau đám cưới là tiệc tùng 7 ngày 7 đêm hay một nghĩa đen á. Tại vì bạn từ Hà Lan bay qua. Tụi em làm đám cưới xong là đã quá xỉn rồi. Sau đó lại tiếp tục hôm sau lại bay liền qua Nha Trang làm thêm một cái đám riêng của nhóm bạn thân nhất. Có anh Thanh Duy, chị Khả Như này nọ nè. Rồi lại tiếp tục 3 ngày 2 đêm, rồi sau đi về Sài Gòn lại tiếp tục tạm biệt các bạn. Để các bạn về là không còn cơ hội gặp nhau, mấy anh em ôm nhau khóc. Thế là 3 ngày 2 đêm lại tiếp tục. Xong các bạn bay về xong là anh Khoa ngắt ngư. Anh Khoa ngắt ngư xong rồi em thông báo một cái anh Khoa. Ủa là sao, là gì, không hiểu. Anh Khoa nói bà test Covid hay bà thay gì mà bà đưa tôi nữa. Thế em mới nhận ra đó là cái điều sai lầm. Hai điều nha, học hỏi trong hôn nhân. Một, đọc bờ vào thì không cần cái tờ giấy viết trước. Dù mình có lắp bắp, dù cho mình có sao đi nữa, đừng bao giờ phụ thuộc vô tờ giấy. Cái thứ hai là thông báo mấy cái que thử thai hay cái tin nhiều chấn động á. Thì lựa lúc mà ổng đang tỉnh táo đang thiền năng cũng được lượng, nữa năng lượng vui vẻ, đợi ngày hôm sau sau khi ổng hết xỉn rồi đó. Đó, ổng đang dạt dào năng lượng, không có bận rộn gì hết á. Thì mình thông báo cho mình đỡ hụt hẫng. Sau đó là bây giờ em cũng là đi nhẹ, nó khẽ cười duyên rồi. Em cũng đi rầm rầm anh ơi. Đợi 3 tháng đầu thì anh mới phải đi nhẹ nó khẽ cười duyên thôi. Mấy tháng sau là chắc chắn rồi, đây là tuần trăng mật của mẹ và bé trong Tam Cá Nguyệt thứ hai á. Là anh hãy vui vẻ. Đối với em vui vẻ không phải là một sống thụ động. Vui vẻ là mình cứ đi thoải mái, mình cứ vui vẻ. Nhưng mà đừng có làm cái gì nó quá mức như cưỡi ngựa, bắn cung hay là lộn mèo hay gì thôi. Cái đó thì hơi quá rồi, cái đó đúng là rồi. Quá sức rồi. Chứ không cần phải rón rén bắt mọi người phải cung phụng giống như kiểu là mình sắp bể tới nơi vậy đó. Thế thì khi mà em nói cái tin vui này thì mẹ chồng của em bên nước ngoài nói gì? Mẹ chồng vui lắm. Mẹ chồng nói là mẹ sợ con đẻ không được nữa. Tại vì 34 tuổi là mẹ thấy hơi khó đó nha con. Tại vì mẹ đẻ từ năm mẹ 19-20 tuổi. Mà mẹ nhìn thấy xung quanh là cái người cái tuổi của em á là đã có con lớn hết rồi. Mà em 34-35 tuổi á thì thật sự đúng là rất khó để mà mình có thể mong một cái món quà là một đứa con. Thế thì cả hai dự định là có bao nhiêu con? Khoa nặng đòi một con. Sao vậy? Khoa nói một đứa thôi là đã đủ tất cả cái sự chăm sóc rồi. Em nói để ông xỉn tôi làm đứa nó không sao hết. Nên cứ em thích hai đứa. Em có xu hướng hay đưa người khác vào trong cái trạng thái không? Em chủ động cho cuộc sống của em anh. Nghĩa là mình muốn gì thì mình sẽ tìm cách mình làm cái chuyện đó.